Hello bạn, bây giờ đang ở cái thành cổ Osaka đây. Đó, thì hôm nay đi theo chung em Tuệ Anh nha, đó với lại em Thiên Nga đấy. Mọi người sẽ giới thiệu sơ lược cho chúng ta biết là cái lịch sử cũng như là thông tin về cái thành này. Thành cổ Osaka có tuổi đời 500 năm tuổi, được xây dựng vào năm 1585 nha cả nhà. Chủ nhân của ngôi lâu đài này là ông Toyotomi Hideyoshi. Ngoài mình chỉ xây dựng nhìn có thể là 5 tầng lầu thôi đúng không ạ? Nhưng mà bên trong là 8 tầng đấy ạ. Ôi. Nó chạy. Nó chạy kinh khủng không? Mới thấy đây rồi cái mức tiêu luôn. À, tốc độ này là 300 km/h luôn. Ăn trưa tại nhà hàng Việt Nam nha hôm nay. À, anh này làm ấy hả? Vì đúng rồi. Lấy chụp hình YouTuber lấy rồi. Bố em làm YouTuber luôn rồi. Ok. Anh hả? Anh làm cũng làm TikToker luôn á. TikTok anh là gì? Chơi Trần Tấn Phát. Ok. Bây giờ nhìn lạ nhất trong nhớ, đẹp trai nhất trong nhớ. Ok, rồi, arigato. Đây, mình ăn thử coi. Cá đậm đà nha. Mấy cá nướng của Nhật đó, giờ rất là ngon. Lời hại liệt, lời hại thiệt. Chờ đâu được mà. Có cắn không nội? Nè. Xà đầu nó được á, thấy không? Con hưu sống luôn nha, nhà đó, wow. Hiền nữa. Con viên hưu nha cả nhà. Trời, nãy mới thấy nó nguyên bày ở đây, xong rồi cái mình tới cái nó chẻo tiêu. Hello mọi người, hiện tại là Jay đang ở sân bay Osaka đây cả nhà ơi. Và chuẩn bị đi hành trình đó là 5 ngày 5 đêm ở Nhật nha cả nhà. Đang chuẩn bị sẽ đợi cô hướng dẫn viên tới đón mình. Cái địa điểm đầu tiên đó là địa điểm lâu đài Osaka. Và tiếp theo nữa thì chút hồi Jay sẽ bật mí tiếp cho cả nhà xem nhé. Đây là bố mẹ mình nha. Đấy. Đó, đây đó là không gian đông đúc lắm cả nhà, quá trời thích. Đây cô bạn biết chung không chụp hình, con quay á. Con quay á hả? Con quay. Dạ. Đây. Ơi ra hướng dẫn viên Nga ra đi rồi. Dạ đây. Nga. Mọi người. Nga hôm nay bây giờ là đi lâu đài Osaka trước rồi, tiếp theo thì sẽ đi đâu nữa em? Sẽ đi ăn trưa là món cá nướng rất là đặc sản ở Nhật Bản, rất là ngon. Sau đó thì chúng ta sẽ đi công viên Nara và chúng ta sẽ trải nghiệm Shinkansen về tới ga Gifu đó. Dạ, Gifu là một cái tỉnh mà khi mà mùa đông thì tuyết rơi rất là nhiều, nhưng mà hiện tại thì nó sẽ chưa có tuyết nha. Dạ, một tháng nữa, khoảng tầm nửa tháng nữa thôi là tuyết rơi phủ trắng ở đó luôn. Tuyết ghê á. Rồi, bây giờ là mình sẽ let go đi thôi. Đi thôi. Đây đó cả nhà, ra khỏi cái sân bay là nè cả nhà, đây là sân bay của Nhật nè cả nhà. Quang cảnh nè. Đó. Sân bay này là sân bay Kansai á. Nó là ở tỉnh Osaka nhưng mà nó là sân bay đó tên là Kansai nha. Giống như là sân bay Tân Sơn Nhất với lại Nội Bài của mình vậy đó. Nhìn nó kiểu mà nó là lạ, nó cũng vắng lắm cả nhà, không có được có đông lắm. Rồi bây giờ là đang ở trên đường phố của Osaka đây cả nhà ơi. Đấy. Đó. Rất là nhiều xe Toyota nha. Bây giờ mình sẽ đi vào ăn trưa. Ở đây có tiệm bán bánh mì. Ở đây rất là nổi tiếng về mấy cái tiệm bánh mì. Đó. Ở trên đường người ta đi ít lắm. Ở dưới người ta số ta nghe đi tàu điện ngầm nhiều. Đó giờ đi bộ cũng hơi xa nha. Đó, đây cái đường này rộng lắm nha. Đường này đường lớn luôn á. Đó. Đó, công trình xây dựng nhiều lắm. À, cái nhà thấy đường phố nước Nhật khác đường phố Việt Nam nhiều không? Đó.
quá trời luôn, quá trời cây. Đây đang xây dựng. Ê, ở đây có mấy cái hồ cá coi nè. Wow, quá trời cá coi luôn. Rồi để ngoài cái hồ ngoài đường luôn nè. Trời ơi, cá này cá bự không nha, đủ màu luôn. Quá đẹp. Được chưa mọi người? Wow, quá trời đẹp. Nè nè nè, ở đây người ta đi xe đạp á, người ta đi trong né mà người ta đi xe đạp á, người ta đi trên lề nha cả nhà. Đó, ở đây người ta thích đi xe đạp lắm. Đi ở nó đi xe đạp cái đi bộ mà biết cao nó cũng chở ha. Ừ, chở vỏ chở đồ lạ nè. Ở đây nè, đó ví dụ như mình đi xe đạp xong á, mình sẽ mình không đi nữa, mình sẽ khóa cái bánh trong đó, rồi xong rồi mình đi làm về đó, xong đó mình leo vô mình lấy. À, bạn nhà hàng Việt Nam ở Nhật nè bạn. Ở Việt Nam Mi tên là Hoàng Thơm nha cả nhà. Đấy, đó, nhìn cũng dễ thương, có mấy cái lồng đèn non lá nè. Ồ, non lá quá trời luôn. Có bún đậu đó này đó. Nè, đây đã có bún đậu bún tôm nè. Bún đậu bún tôm nè. Bún chả Hà Nội nè. Bún thịt nướng nè. Bún bò xào nè. Bán 1.000 yên, 200.000 phần nha cả nhà. Có phở bò nè, gỏi cuốn, chả giò, bánh xèo nữa nha. Đấy, đầy đủ món ăn chơi luôn. Món Việt Nam tại Nhật Bản. Rồi các bạn, bây giờ là mình sẽ ăn trưa tại nhà hàng Việt Nam nha. Hôm nay là mình sẽ phần cơm ăn với lại cá hokkê, cá Nhật nha cả nhà nha. Đó, hấp dẫn chưa? Đấy, với lại một cái đĩa rau xào, với lại phần cơm trắng, với lại canh này. Test thử một chút xíu. À, anh này làm ấy hả? Đúng rồi. Ok em. Ok. Anh hả? Anh là cũng làm TikToker luôn á. Anh làm nhiều lắm. Cái TikTok anh là gì? Chơi Trần Tấn Phát. À. Đó. Rồi bây giờ mình ăn thử con cá. Cá này cá hokkê ha. Hokkê. Hokkê. Bây giờ nhìn lại nhất trong nhớ, đẹp trai nhất trong nhớ. Ok, rồi arigato. Đó đây. Mình ra lấy miếng cá này mình ăn thử coi. Ngon cả nhà. Cá đậm đà nha. Mấy cá nướng ở Nhật đó đợt rất là ngon. Ngon. Ăn tí rau xào nha. Nhà hàng Việt Nam tại Nhật nha cả nhà. Ngon quá. Đậm đà nha. Không biết người ta đi nếm ra mà thấy đậm lắm. Nấu nhiều lắm. Đó. Dạ rồi cô. Ngon quá. Cá đó là ướp sẵn rồi đó. Cá là ướp rồi. Cá ngon em. Cá ngon hả? Ngon lắm mọi người. Mà tour đi mấy đợt rồi khách khen á, khách. Trời ơi. Bé người Việt Nam qua bên nhà hàng này đi làm dễ thương lắm. Ngại lên sóng rồi. Rồi thôi để mình ăn miếng thôi. Rồi để mình review sơ sơ rồi để cho cameraman để ăn nữa. Có gì chút xíu review cái khác cho mọi người xem nhau. Ok, vô tham quan cái bếp ở bên trong cái nhà hàng Việt Nam ở Nhật coi. Bé bé xinh xinh nè. Ồ, đó. Chỗ này rửa chén đúng không? Dạ đúng rồi anh, chỗ này rửa chén, rửa bằng tay nha, bên Nhật là rửa bằng tay. Rửa bằng tay hả? Dạ. Chứ không có máy hả? Có máy nhưng mà bên quán không có xài máy, anh xài tay sạch hơn á. Dạ dạ.
Còn cái anh này là người Nhật hay là người anh đó người Hoa, người Hoa gốc Việt hả? Rồi còn anh này là anh chủ đúng không? Đó, rồi ok đấy, đây hôm nay vô được nhà hàng người Việt ở Nhật nha. Rồi chào tạm biệt cô gái Việt Nam, bye bye đầu bếp nha. Rồi hẹn ngày gặp lại. Đó, mới ăn trưa ở trong cái nhà hàng bé bé xinh xinh Hoàng Thơm này, cái nhà đó có chiếc xe đạp nữa nè. Đó, có lồng đèn, có nón lá đề co nha. Đấy, thời gian mở cửa là 11 đến 15 giờ, 17 đến 22 giờ. Đấy, đó, đi hẳn ra là mình sẽ ra tới ngoài đường chính. Bây giờ mình sẽ đi qua bên lâu đài Osaka. Cái trung tâm thương mại này đẹp ghê cả nhà. Đây là đường phố của Nhật nha cả nhà. Ở Osaka nha. Người Việt Nam nấu theo kiểu Nhật nhưng mà sẽ sơ chế ở đây là đa số là Việt Nam mình. Toàn là xe điện thôi nha cả nhà, xe hybrid. Đến buổi tối còn hầu như là ít xe xăng còn hoạt động lắm. Nhà mình ăn không phê. Tạo hình là người dân mình Nhật là y chang như mấy trong chuyện Shinichi Kudo luôn á. Đi ngoài đường tiếu. Đường phố đẹp ha. Bây giờ quá đẹp. Chuyển vào thành phố cổ. Quá trời đẹp luôn. Hello mọi người, và đây là xung quanh thành đến để đi vào bên trong thành Osaka. Ở phía bên ngoài này là những cái gốc đào cả hàng trăm năm tuổi rồi ha. Hơn 100 năm tuổi. Wow, hơn trăm năm tuổi rồi đó. Và những cái hào này gọi là hào chiến, thì để giống như là khi mà chiến tranh xảy ra thì quân đội và những gọi là kẻ thù sẽ không có đi vào thành được liền mà đúng phải rồi. Đi một cái đường vòng. Thì lúc đó thì quân đội đã chiếm đóng rồi nên là sẽ an toàn cho thành. Là coi như là nếu mà đi thuyền qua đây là bị ở trên ném đá với là bắn cung xuống là chết ngắt ngay như là đó. Dạ, và đặc biệt là hoa anh đào nó cũng là tượng trưng cho những cái ý nghĩa rất là hay ở Nhật Bản. Rồi, đó cả nhà nhìn xem đi. Thì đây là mùa đông nha. Thì bây giờ là cây cối là nó đã rụng hết rồi. Nếu như là mình đi cái mùa thu á thì mình sẽ thấy là lá vàng, lá đỏ rất là nhiều. Đó. Wow. Đang chuẩn bị là sắp có tuyết rơi rồi đó, nhưng mà mình đang hiện tại bây giờ nó chỉ mát như cỡ ở Đà Lạt thôi. Đây bạn. Đó, đây bán takoyaki ở ngay chỗ thành Osaka luôn để mình mua ăn thử. Một phần. Dạ. Yeah. Dạ dạ dạ. À 700. 700 để mình ăn thử coi nó có giống như ở Việt Nam không. Arigato. Dạ, yeah. Bây giờ mình sẽ dùng nước sốt. Original sauce. Sốt à. Đó mình sẽ rưới lên. Chàng trai rất là đẹp trai. Yeah. Mặt thì giống Hàn Quốc đang có mặt tại. Đang ăn takoyaki. Đúng rồi, bán nhà mình. Đó, bên ngoài thành cũng bán rất là nhiều đồ ăn luôn. Quá nhiều luôn, quá nhiều luôn nè. Trời ơi. Thử một cục. Em hả, chuyên gia ăn luôn rồi. Chuyên gia ăn luôn hả? Dạ. Vậy ăn cục đi, mời cục ăn chơi. Đây. Đó. Cảm ơn anh. Rồi. Đây. Wow. Đây mấy nhà ăn thử coi nó giống à. Trời ơi, nóng quá, quá nóng quá lắm, quá nóng, chắc rồi khỏi nguội tí đi mọi người. Ở đây á, là ta quan niệm là khi mà mới bước vô trong hành là mình phải rửa tay để mà thanh tẩy nha, những cái xui rủi nha, để mình may mắn nha. Đó, nó có cái gáo quá trời luôn, mình lựa cái gáo này. À, cho con rửa với. Đó. Trời, cái nước mát ghê luôn. Mát lạnh luôn. Nhưng mà không được uống nha. Cái này rửa tay thôi. Nha, không được uống nha. Uống là không ok đâu. Hello các bạn.
Đó, đằng sau lưng mình bây giờ là đang là ở cái thành cổ Osaka nha. Đó, đẹp không các bạn? Wow, quá trời người đang người ta đang đi tham quan cái thành cổ luôn. Hồi nãy mình mua cái takoyaki nè, nhưng mà nãy nóng quá. Đó, đó test thử cho cả nhà nha. Thì cái bánh takoyaki này á, mình mua này là ở Nhật là 700 nha, thì nó tương đương với lại là 120.000 nha cả nhà. Đó, 700 yên Nhật nha, để mình ăn thử coi nó có giống bánh ở Việt Nam mình ăn không. Nó có chét tới cái tương gì nè của nó. Ở bên trong nó có bạch tuộc nữa. Đó, đây là bánh rồi à, xem đó. Đó, mình sẽ chấm với tương. Được nha. Nó ngoài bánh mềm, bên trong cắn vô miếng bạch tuộc ngon, được, chịu. Giống con khí khoáng đãng tại Nhật nè, trong lành lắm cả nhà. Ngon cũng được ha, ok ha. Hello bạn, bây giờ đang ở cái thành cổ Osaka đây. Đó, thì hôm nay đi theo chung em Tuệ Anh nha, đó, với lại em Thiên Nga đấy. Mình sẽ giới thiệu sơ lược cho chúng ta biết là cái lịch sử cũng như là thông tin về cái thành này. Thì em Tuệ Anh giới thiệu cho mọi người một chút đi. Thành cổ Osaka có tuổi đời 500 năm tuổi, được xây dựng vào năm 1585 nha cả nhà. Vâng, được xây dựng vào của vị lãnh chúa chủ nhân của ngôi lâu đài này là ông Toyotomi Hideyoshi. Hiện tại tòa thành này mình về phía bên ngoài ấy, là năm bên ngoài mình chỉ xây dựng nhìn có thể là 5 tầng lầu thôi đúng không ạ, nhưng mà bên trong là 8 tầng đấy. Mà bước vào cái tòa thành này ấy, thì mình sẽ đi qua hai con hào lớn được xây dựng vào năm 1598 nha. Trải qua nhiều lần chiến tranh và biến cố thì 598 luôn hả em? Vâng, 598 tức là chỉ sau có 3-4 năm thôi. 1585. Wow, quá gọi là quá cổ luôn em. Vâng, quá cổ luôn. Cái đó là phía tòa thành này thì được xây dựng năm 1995 ạ. Cái tòa nhà này thì là tòa nhà trung tâm mua sắm. Dạ vâng, tòa mới ạ. Trung tâm mua sắm, ăn uống, khu vui chơi tổ hợp tích hợp ăn uống đó để bạn. Mình khi mà mình đến đây tham quan mình đến đây tham quan mình có thể nghỉ ngơi trong này ha. Đó, cái này là cũng là khách sạn luôn đúng không? Dạ vâng, đúng là khách sạn nghỉ ngơi đấy ạ, nghỉ dưỡng đấy ạ. Trời ơi, đây là cái chỗ mới xây này đó. Còn đây cái cũ nè. Dạ vâng. 500 tuổi đấy ạ. Một cái tòa thành 500 tuổi ở đây. Xây từ hả thế 1500 luôn. Dạ. 1500 luôn đó. Wow, quá đẹp luôn cả nhà. Chương trình tiếp theo, tiếp nối chương trình thì mình sẽ đến công viên Nara nhá. Thành phố gọi là thủ đô đầu tiên của Nhật Bản. Thủ đô đầu tiên của Nhật Bản. Rồi, ok. Rồi, bây giờ là mình theo chân Tuệ Anh, mình sẽ đi qua công viên Nara nhá. Ok, đi thôi. Thì, bạn có cái thành sumo này nhìn nó dễ thương không? Bố vô cái hai mỗi người bên mọi người cái vú đây đó. Trời ơi tượng sumo gì đó ở đây luôn, đang ngay góc đường ở Nhật nè. Đây là gian hàng 7-Eleven nè đó. Đây mình mua chai latte, chai coca. Tính tiền ở đây, cái bấm nút ở đây, bỏ tiền vào đây, cái nó ra chỗ này nè. Quá xịn luôn. Bên Nhật nè. Quá tuyệt luôn, đây nhân viên nữ bên Nhật nha. Wow. Đó cả nhà, hiện tại là mình đang ở một cái công viên của Hu nha cả nhà nha. Rồi bây giờ mình xuống dưới đây nè, ở đây nó có một nguyên bài Hu luôn nè. Mình xuống đó mình coi cho cả nhà xem bài Hu nha. Nó rất là thân thiện luôn. Wow. Công viên này hả? Đẹp ha. Wow. Ôi, quá trời luôn nè cả nhà. Wow. Yeah. Ui, nó gật đầu chờ luôn kìa. Trời ơi. Nó biết chờ đầu nha. Wow. Ủa, nó chào nữa hả? Đó, mẹ. Đây. Lời hại thiệt.
từ đầu được mà. Có cắn không nội? Nè, xà đầu nó được á, thấy không? Con hưu sống luôn nha, nhà đó. Wow. Hiền nữa. Để nè mày sợ thử đi. Vui nè, các bạn vui không? Thấy không? Đó, vô tư luôn, cái gì đâu mà khó. Con viên hưu nha cả nhà. Trời, nãy mới thấy nó nguyên bầy ở đây, xong rồi cái mình tới cái chẻo tiêu. Nó vậy đó kia luôn à. Rồi. Kệ con. Đó, người ta đi đông lắm nè mọi người. Đó, tới Nhật ghé đi chơi cho vui nha. Trời ơi, con này nó bị hả ai chặt mất cái sừng rồi. Nè. Trời ơi, giờ ảnh mất sừng luôn rồi. Đó, ở đây có một đống hưu luôn nè cả nhà. Wow. Đây, chạy vô đây. Coi thử coi. Ở đây nha, nó đi ỉa nhiều lắm nha cả nhà. Đi mà mình không có dòm xuống chân á là mình dễ bị đập mền lắm. Nó ăn gì à? Trời ơi. Ta có ăn thịt mày đâu mà mày chạy dữ vậy trời. Đây ta thả tự nhiên thoải mái luôn. Đó. Ê, đi đâu đây? Đi đâu đây? Chào cái đây, chào cái. Chào cái. Con hưu này biết chào nè mọi người. Con thử cái kem nè. 500 yên nha. Đó, ăn thử coi, cái này mùi blueberry. Đó. Cái đường đó. Cũng ngon nha. Đang ở ga Shinkansen nha cả nhà. Đây là trải nghiệm ga mà siêu tốc của Osaka đi thẳng tới Tokyo luôn. Rất là nhanh đó. Đây có em gái Nhật này đó. Đó, gái Nhật. Sao? Lạnh không? Ừ, lạnh. Sáng mà vui. Đang ở ga tàu điện siêu tốc Shinkansen. Ngày đầu tiên đến đến Nhật là sao á? Thì thấy là Nhật Bản là một quốc gia rồi là phát triển vượt bậc. Quá đẹp, dưới, quá văn minh. Ở dưới tôi đi xe điện ngầm là hơi bị nhẹo nha cả nhà. Đi lũ lượt của tôi. Sống ở đây là sống dưới lòng đất là nhiều hơn là đi trên trên đường. Ừ đúng rồi. Đó trời ơi, trời ơi. Bên mình là nó đi cũng giống như Singapore rồi đó. Là sống cái người á, người á học sinh gì nó đi học đi ở dưới đất không rồi chứ nó đâu có đi như mình ở trên khơi trên ở đây là đúng rồi. Ở đây là thấy là đa số là thành phần là người già nhiều hơn là trẻ em nhỏ nha. Sáng giờ đi thấy toàn là người lớn tuổi. Đây cả nhà, đây là vé tàu Shinkansen nha, tàu siêu tốc ở Nhật. Bây giờ mình đi xuống cái tàu này rồi mình sẽ đi trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi là mình sẽ tới được Tokyo rồi. Cái chỗ mà cái ga của nó nè cả nhà. Đấy. Thì bây giờ là 7:20 rồi. Thì 7:33 nó sẽ xuất phát để đi tới Tokyo nha. Đó. Rồi. Wow, trời ơi không khí mát lạnh luôn. Mát lạnh. Ôi. Rồi.
nó chạy. Trời nó chạy. Nó chạy kinh khủng không? Mới thấy đây rồi cái mút tiêu luôn. Mới thấy đây rồi cái mút tiêu luôn. Đó đó, là tốc độ này là giống như là cái tốc độ mà tàu bữa chay đi, cái tàu mà ở cao tốc ở bên Thượng Hải á, nó cũng chạy tốc độ là hơn 300 km/h luôn. Nó đi rất là nhanh luôn. Trời ơi, như một cơn gió. Đi vô trong tàu cao tốc nè. Rồi, ok, bố mẹ. Đi con nè. Rồi. Dừng cái là xuống liền. Đúng rồi, dừng cái xuống. Còn không xuống cái nó cho đi thôi, qua anh chạm nữa là chết luôn á. Ok. Ôi da. Bên này nhiều cây trồng. Qua đây. Lẹ. Mu. Ngồi dưới đây mà bạn. Ngồi dưới đây đi. Cho nó rộng rãi, thoáng mát. Đó. Ok bạn. Đó, đây là bên trong cái tàu mà Bullet Train. Đấy, tàu siêu tốc tại Osaka. Đấy. Ở đây rất là nhiều khoang luôn. Wow. À, hay giờ đã cho bạn. Rồi, bây giờ là mình sẽ ăn buổi ăn tối của ngày hôm nay nha cả nhà. Đây, đây là những cái món buffet tại nhà hàng đấy. Đó, mời mọi người nha. Đã giờ quá mệt rồi. Đi mới đi tàu siêu tốc Shinkansen xong. Đó. Thì đi khoảng chừng mười mấy phút để trải nghiệm thôi thì mình quay về khách sạn. Thì đó. Đây, đây là những món mà của nhà hàng. Để mình ăn review sơ sơ cho cả nhà xem nha. Cá chiên giòn. Cá chiên giòn nha cả nhà. Ngon. Chấm tương ớt. Đây là rau nha. Rau này không biết ta trộn cái gì đó. Làm được. Đó. Thử miếng này. Miếng cá nha cả nhà. Mời cả nhà dùng bữa chung với chay nha. Đây là đậu hũ. Đậu hũ này nè. Đó. Được. Ngon. Miếng cá viên. À, cá viên này đó. Bỏ vô. Anh thử coi. Đây coi nhà hàng người ta làm có mấy món này có đậm vị, có ok không nè. Ngon chưa nè. Biết cái gì mà ăn nó giòn, cắm tương ớt. Hết bài luôn. Mình có hạt cảo nè. Ăn thử mà cả nhà nha, đây há cảo chấm vô nước tương. Ngon vậy nè. Đây là rau salad trộn thập cẩm
với lại mayonnaise. Đây là cà ri bò. Đây là canh canh rong biển. Để ăn lại đây. Mùi gà ri. Nhưng mà bò nó không có được bản dày. Cũng ngon lắm. Để mình ăn thử súp miso nha. Súp miso của Nhật nha. Để xem thử ai nó sao. Đây cả nhà. Súp miso trong đó nó có rong biển rồi có mấy cái đậu gì nữa nè. Đó. Ngon cả nhà. Nó là giống như canh rong biển của Hàn Quốc vậy. Đổ vô nóng. Cái nó tự động nó nở ra, cái nó phồng to lên gì đó. Ok. Đây là chén súp của người Hoa nha. Đó. Rồi. Đó, trong đó nó sẽ có nấm, kim châm, mấy cái loại nấm. Mình thử nha. Ngọt ngon, ngọt thanh lắm cả nhà. Ok. Trong ba cái này, hai này ngon nhất. Cái này thì nó không có được ngon lắm. Đó. Có pizza nữa cả nhà. Đây, miếng pizza. Thấy pizza thử một miếng. Cắm tí tương ớt. Làm thèm pizza. Ngon nha cả nhà. Béo. Ok luôn. Đây có tô xương sao đủ nữa. Rồi, ok. Thì cảm ơn cả nhà đã xem video của Chay đến giờ phút này nha. Thì video đã dài rồi thì Chay xin phép kết thúc cái video ở đây. Thì anh chị nào chưa đăng ký kênh thì mới xem kênh của Chay thì hãy đăng ký kênh cũng như comment bình luận bên dưới để ủng hộ cho Chay nhé. Và hẹn gặp cả nhà trong tập tiếp theo của series Chay du lịch tại Nhật nha. Ok, hẹn gặp mọi người. Rồi, bye bye. Mà tôi sẽ review kỹ nhiều hơn nữa. Rồi giờ chiến đấu thôi. Ăn tí xương xa. Công gian đẹp.